Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cho đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình tiếp tục update cho mọi người cái dự án Vera Aeros nhé. Dự án này mình đã hướng dẫn mọi người làm Aeros trước đây và mình đã hướng dẫn mọi người rút tiền từ cái app này đúng không ạ? Thì hiện tại chương trình Aeros trên này thì đã kết thúc, nhưng mọi người đã đăng ký trước đây thì mọi người có vào cửa làm hàng ngày hay không? Xin nhắc lại là hiện tại thì nó đã kết thúc nhưng mọi người vẫn có thể vào cửa làm hàng ngày nhé. Những ai đã đăng ký trước đây thì mọi người có thể vào bấm cờ lam hàng ngày cho mình để nhận được cái token Vera này và token VDT và token Shiba nhé. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ đăng nhập vào mình cờ lam, xong đấy mình sẽ rút tiền lần 2 nhé mọi người nhé. Bấm vào đây, bấm vào app Vera Aeros. Rồi sau đấy mình sẽ bấm login cho mình. Login này. Ok. Ở giao diện này thì mọi người sẽ bấm vào ba gạch cho mình nhé, nên nhớ bấm vào ba gạch này, sau đây bấm vào chữ Aeros nhé. Hiện tại thì Aeros đã kết thúc này, mọi người sẽ bấm vào đây nhìn xem nhé, đúng không, Aeros đã end rồi này, đấy sẽ không có đây nữa nhé, mọi người sẽ không nhận được đây nhé. Để claim hàng ngày thì mọi người sẽ bấm vào chữ end cho mình, đấy tiếp tục bấm vào đây. Rồi đây thì mỗi ngày mọi người sẽ claim được số token ở đây, có chữ claim đây đúng không, bấm vào. Ok, như vậy là mình đã kết claim rồi, thành công rồi. Rồi hôm sau mọi người vào bấm vào đây tiếp nhé. Claim. Bây giờ mình sẽ rút tiền, bấm vào ba gạch này. Sau đó bấm vào wallet đúng không? Sao? Đúng rồi, bấm vào wallet này. Sau đấy bấm vào withdraw. Rồi. Bây giờ mình sẽ rút tiền này. Ở đây nó sẽ có các mục rút tiền như sau. Mọi người sẽ chọn số tiền ở đây nhé. Đây, số token mọi người muốn rút này, đây. Đấy. Như nếu như mọi người có token Vera thì mọi người sẽ rút Vera. Token Shiba mọi người rút token Shiba, token Apen NFT thì mọi người rút token Apen NFT nhé. Token Vera thì mọi người chọn đây. Sau đấy nó sẽ có min ở dưới này nhé, mọi người để ý đây. Min của nó là 500 VDT nhé, TRC20 này. Ở đây mình có tất cả là 1369 token, thì bây giờ mình sẽ rút tất cả số tiền này nhé. Ở đây mọi người sẽ chọn địa chỉ ví này. Thì mọi người sẽ vào ví ở trên ví Tronlink Pro cho mình nhé. Mọi người sẽ vào ví Tronlink. Đây mở ví Tronlink lên. Rồi mọi người kéo xuống, mọi người tìm cho mình token VDT đúng không? Đây VDT đâu ra. Mọi người sẽ bật cho mình token VDT nhé. Đây token VDT. Đấy, lần trước mình có rút 3819 token. Đây bấm vào đây. Đấy, sau đây bấm vào sân register archiver đây. Đấy, hoặc là bấm vào register vào nhà nhá. Ok, sau đấy một copy địa chỉ ví này. Đấy. Nếu như mọi người chưa có cái token này hiển thị ở trên cái ví Tronlink Pro rồi thì mọi người sẽ bấm vào dấu cộng cho mình nhá. Đấy. Sau đấy mọi người add contact ở dưới phần mô tả, hoặc là bấm chữ VDT xem nó có hiển thị không. Đây, hoặc là mọi người bấm chữ VDT nhé, VDT như thế này thì nó sẽ hiển thị token này, mọi người sẽ bấm vào dấu cộng chỗ này là nó sẽ hiển thị nhé. Sau khi mọi người bật cái địa chỉ ví VDT lên rồi thì mọi người copy địa chỉ ví cho mình. Rồi sau đó quay trở lại bên này, mọi người sẽ nhờ vào đây mọi người rút tiền cho mình nhé. Đăng nhập lại này. Rồi bấm lại cho mình, bấm vào phần ba gạch. Rồi sẽ bấm withdraw. Rồi. Ở đây chọn mục là Vera D đây nhá. Đấy, tức là VDT đấy. Đây, VDT. Rồi token. Sau đấy mọi chọn như thế này. Min của nó, min rút của nó là 500 VDT mọi nhá. Đấy. Sau đó nhập địa chỉ ví vào đây. Rồi. Tiếp theo là nhập số lượng này, 1369. 1369. Ok. Đấy. Sau đấy mình sẽ nhập mật khẩu 2FA. Thì mật khẩu 2FA này thì mọi người sẽ vào lấy ở trong trên Google Authent mọi nhé. Thì lúc đầu thì mình đã hướng dẫn mọi người cài đặt bị mật khẩu 2FA rồi đúng không ạ? Mọi người bật lên, cho nhập số này cho mình nhận. Ở cái chỗ này thì một phút hình như là một phút nó sẽ hiển thị nó xoay cái vòng tròn này hết này, nó sẽ thay đổi cái mật khẩu này nhá. Đấy mọi người nhập vào. Đợi mình một lát nhá. 530803. Sau đây nhập vào đây.
53803 đúng không? Cứ phải thoát ra làm lại. Rồi nhập số tiền. Nhập địa chỉ ví. Một ba sáu chín chín hai hai ba bảy tám chín hai hai ba bảy tám chín hai hai ba bảy tám. Ok, sau khi nhập được mật khẩu 2FA rồi, bây giờ mọi bấm submit cho mình. Rồi như vậy là mình đã rút nhá. Đấy, nó sẽ hiển thị mọi người đầy đây. Đây bây giờ mình số tiền của mình là hết nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển sang token NFT này. AP NFT này. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người rút tiếp token NFT này nhá. TRC20 thì lại mọi người cần phải quay vào ví bên ví Tronlink Pro tiếp tục cho mình nhá. Mọi người sẽ bật cái token NFT lên. Đây NFT này nhá, có cái hình người này. Mọi người bật lên. Ở đây lần trước mình đã chuyển một lần rồi thì nó sẽ là 336 token. Đấy. 336.944 token. Tiếp tục bấm vào phần ví này. Mọi người sao chấp địa chỉ ví tiếp tục. Rồi. Sau đó quay trở lại bên này. Quay trở lại trang này tiếp tục nhá. Cần phải đăng nhập vào. Rồi tiếp tục bấm vào phần ba gạch. Bấm vào wallet cho mình. Rồi ở đây mọi người chọn token NFT này. NFT nhá. Ok. Sau đấy kéo xuống dưới này. Ở cái token này thì mọi người min của nó không cần min bao nhiêu nhá, mọi người rút thoải mái nhá. Đấy. Nhập địa chỉ ví vào đây. Ok, tiếp theo nhập số tiền này 136.944 136.944. Rồi. Nhập mật khẩu 2FA cho mình tiếp tục. Thì mọi người cần phải lên Google Authent nhé. 755892 755892. Sau đây bấm submit cho mình. Ok, sau khi nhập mật khẩu xong thì ở trên này nó sẽ hiển thị màu xanh này. Nó sẽ hiển thị là báo đã rút đấy. Đây, mọi người sẽ nhìn thấy dưới này lịch sử đây nhá. Đấy, đã có lịch sử đây nhá. Đấy, đây lần trước mình có rút đây này. Đấy. Ok, như vậy là số tiền ở đây nó đã bị trừ ngoại nhé. Đây, đấy. Rồi, tiếp theo là lại nhập số tiền mọi người sẽ rút token Shiba Inu này nhé. Thì hiện tại cái token Shiba Inu này thì mọi người cần phải lên ví TrustWallet hoặc là ví MetaMask. Mọi người copy địa chỉ ví. Ở đây mình ở trên ví TrustWallet mình có đây. Địa chỉ ví lần trước mình có rút đây. Token Shiba Inu. Mọi người sẽ bật cái token Shiba Inu lên. Đây. Bấm vào đây, sau đây bấm vào sao chép địa chỉ ví này. Đấy, ok, quay trở lại bên này. Đây, mọi người sẽ nhập cái token Shiba Inu vào đây cho mình nhé. Đây, chọn token Shiba này. Ở cái token Shiba này thì min của nó là bao nhiêu? Min của nó cũng là 0 mọi nhé, 0 token Shiba nhé. Đấy, ở đây có 136.944, mình sẽ rút hết luôn nhé. Nhập địa chỉ ví vào đây này. Rồi sau đấy nhập số token này, 136.944. Rồi. Tiếp theo là nhập mật khẩu 2FA tiếp tục này. Mọi người sẽ quay trở sang Google Authent này. Mọi người sẽ lấy mật khẩu 2FA này nhá. 051310. 051310. Rồi sau bấm submit. Ok, như vậy là rút thành công mọi nhá. Đây này, tích V sẽ là rút thành công nhá. Ở dưới này sẽ có lịch sử mọi nhá. Đây. Đấy. Mình đã rút nhá. Bây giờ rút xong rồi mọi người chỉ đợi thôi. Nói chung là nó về nhanh thôi. Nên anh em không phải lo lắng nhá. Mình rút nó đã về thành công. Bây giờ mình rút lần 2 nhá. Đấy. Thì như mình nói thì hiện tại Airdrop đã kết thúc rồi. Nhưng mọi người đã đăng ký trước đây thì mọi người có thể bấm vào ba gạch cho mình. Sau đấy mọi người bấm vào Airdrop này. Tiếp tục là bấm vào chữ N cho mình nhá. Sau đấy là cứ mỗi ngày mọi người vào bấm vào đây. Mỗi ngày vào đây mọi người sẽ nhận được token này nhá. Bấm vào claim để mọi người nhận token này nhá. Đấy. Ok chưa? À thì những anh em nào trước đây đã tham gia dự án này thì mình xin chúc mừng những anh em nào đã tham gia dự án này và vợ làm hàng ngày nhé. Đấy, còn anh em mới thì mình không biết hiện tại thì Airdrop nó kết thúc, nhưng mọi người đăng ký thì mỗi ngày mọi người vào bấm chỗ này có nhận được hay không.
thì anh em nào chưa đăng ký thì cũng có thể đăng ký thử xem nhé. Đấy, mình sẽ để video hướng dẫn đăng ký trước đây và video và link đăng ký ở dưới phần mô tả, cũng như contact của token Shiba này ở dưới phần mô tả cho mọi người nhé. Đấy. Ok, như vậy là mình đã update cho mọi người cái dự án token nhận được token VDT Shiba và NFT đến từ dự án Vera FT trước đây mình chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.